Hello mọi người, không biết là mọi người đã nghe được một tập luyện nhóm Group X cùng âm nhạc chưa nhỏ? Nếu chưa thì hôm nay cùng mình tìm hiểu nhé. Mình đang ở Mi Pách Long Biên, nơi có phòng tập California với view phòng Group X đỉnh nhất vịnh Bắc Bộ. Bắt đầu thôi nhỉ? Kelly nằm ở tầng 6 của tòa nhà và các bạn có thể đi thang cuốn hay thang máy đều được. Ở đây có cả tổ ăn uống và xem phim luôn, nên là khi nào mà rủ được bạn bè đi tập cũng rất là tiện đấy nhỉ? Hiện tại ở Cali đã check in bằng thẻ điện tử rồi, mất chưa tới 2 giây mà tiện vô cùng vì lúc nào mình cũng mang điện thoại theo với mình mà. Bây giờ Thảo Trang sẽ dẫn mọi người đi tham gia một lớp tập Group X nha mọi người. Group X và yoga thì sẽ đều giới hạn số lượng hội viên để đảm bảo chất lượng cũng như là không gian tập luyện. Mình sẽ lấy phiếu để có thể tham gia được lớp tập mọi người nhé. Lớp mình tham gia hôm nay là Body Pump, một chương trình tập luyện của Les Mills. Với môn này thì mình sẽ được tập luyện cho toàn bộ các nhóm cơ luôn. Bạn nào chưa tập thử bao giờ thì cũng đừng lo nhé, tại vì nó phù hợp với mọi trình độ ấy. Với lại các huấn luyện viên còn sẽ hướng dẫn cực kỳ tận tình cho những người mới như mình. Phòng tập này cũng có một chiếc view nhìn thẳng ra cầu Long Biên và sông Hồng đấy, cực kỳ luôn mọi người ạ. Như thế này tự nhiên lại có cảm hứng tập luyện hơn hẳn. Mọi người đã thấy một không khí vô cùng tươi vui và năng lượng của lớp học Group X trông như thế nào chưa? Thảo Trang thì thấy vô cùng đã. Và theo mình được biết thì lớp nhóm này sẽ tiêu cháy của mọi người 400-600 calorie, không chỉ xả stress mà còn giúp mình kết nối với những người cũng có đam mê tập luyện nữa. Thêm nữa, mọi người có thể thấy có rất nhiều bộ môn khác nhau ở đây, ở nhiều khung giờ trong ngày nên rất dễ dàng cho mình lựa chọn luôn. Mình thì khá là bận khi là vừa làm việc và vừa học nên là điều này vô cùng phù hợp với mình luôn. Để mình dẫn mọi người tham quan một vòng câu lạc bộ nhé. Cali ở Mi Pách Long Biên thì vô cùng rộng và có rất nhiều trang thiết bị tập luyện luôn. Gian máy bên này đều có view nhìn ra sông Hồng nên là cứ như đạp xe chạy bộ ở ngoài trời. Ở đây còn có khu freeway functional cho các bạn gym mở muốn tăng cơ và giảm mỡ. Thêm cái lớp đạp xe tập hip giúp các chị em phát triển vòng ba cực kỳ tốt. Ở đây cũng có phòng yoga siêu to khổng lồ nữa. Nhưng mình thích nhất là khu vực tập kick fit này. Mình mới thử bộ môn này gần đây cùng với huấn luyện viên sức khỏe thôi, nhưng đã thấy mê lắm rồi. Về phát triển sức khỏe, sức bền thì đương nhiên, nhưng tập kick fit còn đem lại cho mình phản xạ và sự bình tĩnh nữa đấy. Mà mấy cái vừa rồi á cũng chỉ là cơ bản thôi. Còn ở Cali Mi Pách thì có một điều nâng tầm trải nghiệm hơn hẳn, đó chính là khu vực Centurion. Đây là khu dành riêng cho các hội viên VIP của Cali với các tiện ích riêng. Khu xe lạ còn có một hồ sục để cho hội viên thư giãn, phải gọi là chăm sóc sức khỏe hết mức luôn. Sau khi tập thì mình mệt một chút nên là thường sẽ ngâm mình ở hồ sục để có thể thư thái và thoải mái hơn. Cảm ơn các bạn đã tham gia tập cùng mình trong hai lớp Group X và Kick Fit tại Cali Mi Pách Long Biên này nha. Thì thực sự quá là hứng nên là mình phải chia sẻ năng lượng tập luyện này với mọi người để chúng ta có một đời sống khỏe. Và ở đây có một QR code cho các bạn quan tâm đến chương trình ưu đãi của Cali để lên đồ đi tập cùng với mình thôi. Còn bây giờ thì bye.